Rồi rồi. Đấy. Bác cho con xin bắn phát bác. À. Thế thằng kia hút thuốc nào bây giờ chưa mà vào đây hút đi mày? Trời ơi, em hút hoài à, đã lâu quá em chưa hút. Cẩn thận đấy, hút cẩn thận đấy. Hút ngon đấy cậu ơi. Rồi, sâu quá rồi. Em lấy cho nó cốc nước. Đỡ. Lấy cho nó cốc nước, lấy cốc nước. Lấy cốc nước nhanh không? Ngang. Ôi. Lấy cốc nước. Nước này. Gì ông ơi? Ông ơi. Sao? Ôi. Rồi. Ăn. Má cậu ơi. Kệ nó cho nó nằm đừng. Dương. Kệ quéo tay chân. Anh đã bảo rồi, thuốc này là thuốc gọi là chở qua không hút được mà cố tình hút vào. Cậu ơi, sao không cậu ơi? Nên lấy ngoài nước xịt vào người cho nó. Lấy ngoài nước xịt người cho nó, nhanh lên. Nhanh lên em. Xịt nước vào người nó, xịt mạnh vào. Xịt vào gáy cho nó. Xịt bắn mạnh. Bắn mạnh xịt người thôi, cho nó tỉnh luôn. Ừ đúng rồi, thôi đỡ nó dậy. Cho ngồi dậy uống nước cho nó. Cậu ơi. Rồi cho nó uống nước đi. Mê quá em. Cậu ơi. Làm ít nước đi cậu. Đỡ rồi. Sao? Không sao luôn. Sao đấy, đứng lại đi về đi, mẹ say xử. Thôi về đi. Anh kinh quá. Về đi, mẹ chút nhà ta thế. Anh đã bảo mày rồi, anh cảnh báo mày trước khi gọi là hút rồi. Thôi về đi. Ô mày. Ê, về đi ông ơi. Đi từ từ về đi. Thả nó ra nó đi được. Té đi. Thả nó ra. Thả nó ra cho nó đi. Ôi.